Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình là thông tin cán bộ công chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tích cực rèn luyện thể thao sau giờ làm việc. Với đặc thù công việc ít vận động, vì thế Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên đã phát động cán bộ công chức tích cực tham gia tập thể thao để có sức khỏe tốt, phục vụ lao động công tác. Nhà thể thao của sở tạo điều kiện cho cán bộ công chức tập luyện thể thao sau giờ hành chính ngay tại cơ quan mình. Mỗi ngày, nhà tập thể thao của Sở Tài nguyên và Môi trường thu hút từ 20 đến 30 người trong cơ quan đến tập cầu lông và bóng bàn. Tập luyện thể thao hàng ngày giúp cán bộ công chức có phút giây giải trí bổ ích, tăng cường sức khỏe và thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu giữa các phòng ban. Năm nay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên bể bơi xã Long Hưng, huyện Văn Giang mở cửa phục vụ người dân muộn hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, số lượng người tham gia tập luyện hàng ngày tại đây rất đông, thường từ 150 cho đến 200 người. Được biết, bể bơi được xã xây dựng từ năm 2016 và được chia thành hai bể, người lớn và trẻ em. Bên cạnh phục vụ việc tập luyện hàng ngày của người dân, bể bơi cũng mở 4 lớp dạy bơi dành cho người lớn trong độ tuổi từ 30 tới 40 tuổi và trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Qua đó góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng và giúp trẻ có thêm kỹ năng phòng chống đuối nước. Bể bơi xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động được xây dựng từ năm 2017 từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa của đoàn viên thanh niên. Hè năm nay, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục duy trì bể bơi, phục vụ miễn phí tất cả trẻ em và thanh thiếu niên trong và ngoài xã đến tập bơi. Bể bơi rộng trên 800m², được vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày và thường xuyên có người quản lý để đảm bảo an toàn, vì thế thu hút đông trẻ em và thiếu niên đến tập bơi vào buổi chiều. Một số người dân tự nguyện dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Nhờ các nơi học bơi an toàn cho nên phần lớn trẻ em trong xã Vĩnh Xá đã biết bơi. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích tạo sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất cho trẻ em, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhiều lớp học bóng đá cộng đồng đã được ra đời, không chỉ đáp ứng được nhu cầu vui chơi lành mạnh của các em mà còn giúp phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ. Hiện nay tại 10 huyện, thành phố, thị xã đều có các lớp bóng đá cộng đồng. Và đây là những hình ảnh tại lớp học bóng đá cộng đồng đầu tiên tại huyện Phù Cử với gần 40 học viên. Thời gian luyện tập của các em là vào buổi chiều các ngày trong tuần. Tại đây các em được tập luyện với các bài tập phù hợp với lứa tuổi giúp nâng cao thể lực và kỹ thuật đá bóng. Chúng tôi hướng cho học viên là khởi động, thứ nhất là thể lực. Thể lực thì chúng tôi sẽ cho chạy này, cho khởi động những bài tập khởi động cơ bản của môn bóng đá, cho khởi động với bóng. Và đấy là bài tập thể lực, còn về kỹ thuật thì chúng tôi cho tập luyện làm quen với bóng như tâng bóng này, rồi chuyền bóng, hai người chuyền bóng qua lại. Trung tâm bóng đá cộng đồng Ánh Dương tại thành phố Hưng Yên cũng thu hút rất đông các em nhỏ theo học với gần 200 học viên trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi. Các em được tập luyện trong điều kiện sân bãi và các dụng cụ phụ trợ khá chuyên nghiệp cùng những bài tập bài bản. Việc tập luyện bóng đá thường xuyên sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các bạn trẻ. Em rất yêu thích bộ môn bóng đá này và vì bộ môn này giúp em có một sức khỏe tốt và làm cho em cảm thấy rất vui. Mình cho cháu tham gia cái lớp bóng đá cộng đồng này ngay từ những ngày đầu tiên lớp này thành lập cho đến bây giờ đã khoảng hơn một năm rồi. Mình thấy là cảm nhận về cái sức khỏe của con nhà mình thì mình thấy là cháu cái sức khỏe nó cải thiện rõ rệt, ít ốm vặt hơn. Cái đặc biệt là mình thấy là các cháu như mình bây giờ là không còn chơi điện thoại nhiều, máy tính nhiều. Cái đấy là cái mình đang mong muốn đến. Các lớp học bóng đá cộng đồng là sân chơi bổ ích cần được nhân rộng để những mầm xanh tương lai được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng là nơi tìm kiếm, nuôi dưỡng các tài năng nhí, giúp các em có cơ hội phát triển và từng bước tiến sâu hơn vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.